Cái video này sẽ nói về Wells Fargo, là một nhà băng cũng rất rất là lớn ở bên Mỹ nha. Mà đây là một nhà băng lớn ở bên Mỹ nha, Wells Fargo là có lịch sử mấy chục năm tới cả trăm năm rồi. Ok. Thì vừa rồi nó chấp nhận trả 3.7 tỷ đô la cho tòa án bởi vì nó chặt lãi nha, lãi của khách hàng của nó quá nhiều và gọi là làm ăn một cách lừa đảo nữa. Trước đây là nó tạo tài khoản giả rất nhiều, nó sẽ lấy những cái thông tin mà những người đã chết rồi đó, nó lấy những cái gọi là bên ở bên Mỹ gọi là social security á, mật mã của những người đã chết rồi đó, nó tạo tài khoản rồi cái những cái người mà đóng tài khoản cái nó thì nó vẫn giữ đó để làm chi, tại sao nó giữ, nó làm vậy tại vì nó sẽ lấy cái thống kê là nó có bao nhiêu khách hàng và nếu nó có, nó lấy cái thống kê đó để nó đi mượn nợ, nó lấy thống kê đó để nó cổ phiếu cổ phần của nó lên và tất cả mọi thứ. Bởi vì vậy vừa rồi nó chấp nhận trả 3.7 tỷ đô la. Ok. Thì cái trường hợp này nó cũng giống như Sam vậy đó. Ok. Mới mất đâu 8 tỷ đô la của những người đầu tư. Nhưng ngay bây giờ thì ông ta sẽ được về nhà và ăn một cái gọi là Giáng sinh, đúng không? Christmas một cách ngon lành với gia đình của anh ta, với trong cái căn nhà cả triệu đô la, đúng không? Thì nó nói lên câu chuyện á. Ok. Luật lệ của người giàu, người giàu nó có luật lệ, nó chơi riêng một cách khác người nghèo. Bạn thử bạn nên cho những người nhỏ và lẻ thôi trên thế giới này, lỡ bạn đi ăn cắp một chiếc xe hơi thử, chiếc xe Honda thử, hay là một cái gì thử, bị đi bóc lột người ta thử, ăn cướp một chiếc nhẫn vàng thử, giật một cái điện thoại thử, thì bạn có bị ở tù hay không? Cái phần trăm là có, đúng không? Có, đúng không? Nhưng những người giàu có với những công ty mà nó đã làm sai và nó là nó riêng cái thằng Wells Fargo nó làm giả mạo nhiều ngàn triệu tài khoản và nó đánh lãi, nó lấy biết bao nhiêu tiền của những cái người mà đăng ký nhà băng với nó. Mà đây không có ai vô tù hết. Cũng giống như Sam nha, vừa chuyển vô được về nước Mỹ một ngày thôi là được ra ngoài tù liền để về ăn Christmas với gia đình ông. Bạn nghĩ sao?